Hoàng thơ ơi, con người luôn sáng tạo ra pháp đối trị của tâm tham, nhất là tâm tham ăn đó là có pháp tập ăn ngày mộ bữa cơm cả đó, quý bạn. Căn bản là lòng quyết tâm của mình, cộng với pháp hướng tâm như lý tác ý, mà Phật dạy pháp dẫn tâm vào đạo đó ạ. À. Quyết tâm như ông thầy thích chân thành xưa có chỉ cho mình đó là một sự cố gắng. Sau khi tôi theo thầy hơn một năm qua đó mà tôi đã tập ăn ngày một bữa cơm chưa. Khi thầy dạy lúc tôi đi hoàng pháp bên thầy mà lái xe ngày tới 300 km, mà vẫn tập ăn chay ngày một bữa cơm trưa, thì thầy mới nói. Con quyết tâm như vậy là có lòng tin yêu giải thoát và thương yêu muôn loài. Chứ thầy quán tâm nó cũng nhận luật chẳng có nghe khi mũi vẫn ngửi với mùi hương của thức ăn là nước bọt nó ứa ra cổ là lại nuốt đó con. Thầy phải quyết tâm và hành động rắn với sáu căn của mình. Hôm trước khi đi vệ sinh, thầy lấy cái bát, đi đại tiện ị, ra bát, đậy lại để bữa cơm hôm sau, bỏ ra trước mâm cơm của mình mới đi lĩnh ở nhà bếp về và cứ nhìn vào đó mà tác ý đồ bất tịnh hôm qua mới ăn thức ăn như trong bát này sau một ngày là đã hôi thối thế kia sao cứ làm thế mấy ngày vừa ăn vừa quán làm chỗ cái khứ rác của mình nó tê liệt cái bát thức ăn mới mùi thơm ngon kia đi nó phân biệt giữa mùi thơm và mùi thối ấy rồi cái thằng tưởng thức hoạt động và nó nhận ra rằng tất cả các mùi vị thức ăn có ngon bao nhiêu dù là hải vị bổ dưỡng đến mấy khi vào bụng sau bị sinh ra cái chất bất tịnh còn có lần phải dọn dẹp thức ăn của người say rượu mới nôn ra, nó chưa và ghê lắm có ai tiếp xúc với cảnh ấy sẽ thấy thấm thía của thức ăn mới qua miệng chưa đến khi ta đi đại tiện mà đã khó người rồi. Vậy nên Đức Phật dạy phải đi quán và tham quan xác chết đang có giỏi bỏ kia mà. Ta hiểu ra rằng, cái thức ăn bất tịnh để nuôi dưỡng cái thân bất tịnh là thế. Còn con sẽ dùng phương pháp đánh, diệt lòng ham muốn của cái miệng mình là phải tập từ từ, tà, tà. Có nghĩa là, đầu tiên bỏ bữa tối trước, bớt dần dần cái khối lượng và thức ăn ngon, trở thành cái không ngon cũng như bỏ bệnh nghiện cà phê vậy. Ta uống loại cà phê ít tiền, và uống loãng ra, vì thằng tham ăn nó thấy đầy bụng, dạ dày, là đỡ cơn thèm với bệnh nghiện cà phê vì nó là chất gây nghiện, và bệnh đói đi dần dần. Sau dần dần bớt khối lượng thức ăn và chất lượng thức ăn ngon gây vị giác sẽ điều chỉnh nước bọt tiết ra là ta sẽ thấy tưởng thức nó quen dần dần mà thôi. Xong phải khéo tác ý nhắc tâm nó hiểu rõ ăn nhiều, ăn ngon miệng là khổ và nuôi dưỡng bệnh tật mà đó mày là con nhắc lại tâm con đó ạ à? khi dần dần ta ăn ít thì thằng tưởng thức nó vẫn sợ đói sợ chết nên nó sẽ đối pháp lại với ta bữa trưa nó ăn dần dần nhiều thức ăn hơn thế là dinh dưỡng vẫn đủ thay cho bữa tối kia mà khi bỏ được bữa tối thì cơ thể tự chữa lành là nó trở lại bình thường và có sút cân nhẹ cái mỡ thừa ở các nơi sẽ biến mất dần dần đó ạ à? thế đến khi bữa ăn tối ta đã diệt được nó thì lộ trình kiêng ăn và pháp ta đã hành cách bỏ đi cái bữa tối ấy là ta lại đem áp dụng cho bỏ bữa sáng như vậy. Cho đến khi trọng lượng cơ thể tụt đi theo mức sống của con người mà khoa học khuyên là vừa. Con sau hơn một năm đã thành trụ chỉ ăn chay ngày một bữa cơm thì cơ thể sút đi tới 14kg thịt đó hả? À. Để đến này tới 12 năm nay chỉ ăn chay ngày một bữa trưa, không uống thức uống có lá cây và nước ngọt hay trà. Khi đi khất thực xin ăn cái mùi thức ăn ở quán ven đường hay các cốc của quý khách quý thầy vẫn còn ăn hai ba bữa nó vẫn xông vào mũi mình, thì phải tác ý, rồi sau nó tự phòng hộ thân tâm cho mình, chứ không còn cảnh người thấy mùi là khứu rác nó kích thích nước bọt ra nữa quý vị. Nếu muốn theo đuổi con đường giải thoát để thân tâm đỡ bệnh tật thì ta phải tập ăn chay ngày một bữa cơm. Mà khoa học ngày nay đã khuyên con người nên nhịn ăn 24 giờ mới ăn lại để cơ thể tự chữa lành đó quý vị. Tất nhiên là phải đủ dinh dưỡng nuôi dưỡng cơ thể khi ta sinh công sức tiêu tốn trong lao động tùy theo công việc làm vừa và lao động nặng nhọc cũng chỉ nên ăn thêm bữa sáng, còn tối mà ăn là nó sinh ra bệnh tật. Mà con có chút kiến thức học y khoa đã giúp rất nhiều bệnh nhân ăn chay ngày một bữa cơm chưa là bệnh tật nhanh khỏi và khỏe mạnh hơn trước đó ạ. À. Các ngành công chức, bộ đội không luyện tập ở thao trường vất vả, hay các ngành công ty, công nhân lao động và người già nghỉ hưu chỉ nên ăn ngày một bữa trưa mà ta khéo đối trị cho thức ăn có dinh dưỡng cao hơn chút là vừa đủ hoạt động của công việc làm của mình còn để cho cơ thể tự chữa lành không lãng phí thức ăn bỏ ra khi đi đại tiện hết đó quý vị. Bạn hãy xem Google trên mạng ta lấy kiến thuốc thêm ạ. À. Có nhiều giảng sư thuyết pháp hay, bao nhiêu chúng, bao nhiêu cơ sở tu tập theo đường lối bát tránh đạo mà họ đã thành chủ ăn chay ngày một bữa cơm rồi, mà còn bị cái miệng ăn ham muốn nên họ phải phá giới ăn, ăn lén đấu với Phật của mình mà người xuất ra cần phải giữ đó quý vị. Họ nói thao thao bất tuyệt mà không hành, thế là họ sớm cũng bệnh tật mà thôi ạ. À. Có năm giới không giữ được đâu thành người, có mười giới không giữ gìn được thì đâu phải là tăng bảo. Con người khi ở ngoài đời họ còn đi làm được mà ăn, chứ người xuất ra đâu có làm nghề gì được mà nuôi dưỡng cái thân mình để sống, vậy là nợ người khác lắm quý vị. Vậy muốn tu phải diệt lòng ham muốn, cái ăn là diệt tham và sân, cái ngủ là diệt bệnh si mê đó ạ. À. Kính lỗi mọi người ạ, à. hãy tham khảo có sư cô tu hành tới 40 năm. Quay lại bỏ chùa to Phật lớn sang tu Pháp giải thoát đã ăn chay và bỏ ăn ngày một bữa cơm chưa tới gần 10 năm mà vẫn tâm sự trong Youtube đây ạ? https2.gạch chéo gạch chéo youtu.pe gạch chéo mizgbqc4f8a C bằng z7zuv1iv36sv Ăn cũng là khó cho con người tu hành đó quý vị. Kính mọi người.